Mình nghe từ Fairmont, từ một người bạn của mình. Thì bạn của mình nói với mình về tất cả những chương trình mà mình có ở đây, nên là mình quyết định học ở Fairmont. Chương trình học ở Fairmont rất là tốt, giáo viên dạy cũng rất là thân thiện và môi trường ở đây cũng rất là thân thiện. Đồng thời giáo viên tư vấn ở đây cũng rất là thân thiện để mà giúp đỡ em, để mà cho em được như ngày hôm nay. Mình cũng thích môi trường đa dạng ở đây mà có, thì mình có nhiều người đến từ nhiều nước khác nhau. Mình thích lớp nhạc kịch của mình. Mình cũng không có giáo viên nào mà mình yêu thích đặc biệt hơn, tại vì mình thích tất cả giáo viên của mình. Trước khi mình học lớp nhạc kịch thì mình rất là nhát và ngại. Và sau khi mình học lớp đó thì mình cảm thấy mình tự tin hơn. Trước khi mình đến Fairmont thì tiếng Anh của mình không có tốt. Nhưng mà sau khi đến Fairmont, mình có cơ hội tiếp xúc với giáo viên và những các bạn ở những nước khác. Và những bạn, người bản địa ở đây thì tiếng Anh mình đã được tiến bộ hơn. Ở đây rất là dễ kết bạn, thì mình có những buổi vũ hội thì đi để giúp mình tham gia và làm quen thêm nhiều bạn mới nữa. Mình rất thích các buổi đi chơi ở đây, thì nó giúp cho mình tiếp xúc hơn, có cơ hội tiếp xúc hơn với những người ở đây. Thì cái buổi mà tụ họp đầu năm lại để mà mình chơi game cho ASB là hội học sinh của trường tổ chức ra, thì nó giúp mọi người tham gia và chơi game, làm quen với bạn mới rồi. Mình thích cái tuần vòng quanh thế giới ở đây, thì mọi người, mình được học nhiều về những phong tục khác nhau, chứ không phải là chỉ một mình của Mỹ. Và mình cũng tham gia vào tuần đó, thì mình mặc áo dài đến trường. Mình cảm thấy rất là tự hào khi mà mặc áo dài và là người Việt Nam ở đây. Điều mà mình thích nhất ở khi mà mình đến đây thì mình tham gia đội đá banh của trường. Mình chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ tham gia một đội đá banh nào đó, nhưng mà mình vui vì mình đã tham gia. Mình thích thời tiết, khí hậu ở đây. Nó không quá nóng cũng không quá lạnh như những bang khác. Mình đi Disneyland, mình cũng đi Universal Studio. Thì ngoài ra mình còn đi biển, mình chơi bóng chuyền, đá banh. Giáo viên tư vấn ở đây cũng rất là thân thiện để mà giúp đỡ em, để mà cho em được như ngày hôm nay. Thì mình đang làm việc với Mr. Dunn, thì thầy rất là giúp ích khi mà tìm những đại học và cao đẳng nào phù hợp với mình hơn. Năm sau mình sẽ học ở trường Cal State Fullerton và mình sẽ học ngành kinh tế quốc tế. Mình rất là háo hức để mà được lên trường đại học mới của mình. Mình muốn tham gia và khám phá nhiều thứ mới nữa. Mình rất sẵn sàng để mà đi. Thì mình học được rất nhiều thứ ở Fairmont. Họ dạy mình phải tự tin, phải tin vào bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ vượt qua hết mọi chuyện. Cái điều mà mình làm lớn nhất ở đây thì mình nghĩ nó là sự tự tin. Mình tự tin hơn lúc trước rất là nhiều. Cũng không phải là một cô bé nhỏ lúc nào cũng ngại ngùng khi mà mình mới đến đây nữa. Mình sẽ nhớ tất cả mọi người mà mình gặp ở đây, tất cả những giáo viên đã dạy mình và những bạn không phải bằng tụi mình mà là những bạn nhỏ hơn tụi mình nữa. Fairmont có chương trình học rất tốt, giáo viên cũng thân thiện và môi trường ở đây cũng rất thân thiện. Bạn sẽ yêu thích Fairmont khi mà bạn đến đây.